Rồi chào anh em nha, hôm nay mình về cái dầu uống nước mẫu gắn chai cho anh em nha. Đây là mẫu này là gắn chai cho anh em, đây là có viền bi. Này là khi mà con trồn, con chó, con mèo nó liếm viền bi này là sẽ ra nước nha. Bên trong này là sẽ có một cái lò xo với một viền bi, cái ron nha anh em. Này, còn cái này là mình gắn vào chuồng nha. Đây mình dặn hết cái này ra. Mình gắn với cái sông của chuồng của mình nha, nuôi. Đây mình xong rồi mình dặn lại. Cái này là bên ngoài chuồng, cái này là bên trong chuồng. Anh em dặn lại. Anh em dặn lại là nó sẽ cố định nha. Còn cái này là nó sẽ dính với chuồng luôn. Anh em không có cần tháo cái phần này hết. Là mỗi lần mình xài thì mình chỉ cần thay cái chai nước này thôi nha. Chai nước này mình lấy chai nào cũng được. Chai nửa lít, chai 500 ml, chai nào cũng được. Mình lấy cái giò này. Đây. Mình trút ngược mình xài thôi. Cái này cố định với chuồng. Rồi. Này anh em quan tâm thì lô nhắn cho mình nha. Đủ màu hết. Mỗi lần mình xài hết nước không? Rồi mình tháo ra. Tháo ra. Rồi mình gắn với cái này lại. Mình châm nước xong mình gắn cái này lại. Anh em rất là dễ xài nha. Rất là tiện. Rồi. Đủ màu hết nha anh em. Này số lượng xỉ lẻ toàn quốc. Màu nào cũng có. Rồi, màu vàng, màu đỏ nha. Màu xanh. Anh em cầm bao nhiêu thì nhắn cho mình nha. Mình ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Rồi, chào anh em.